khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây, cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chị đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mời? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc, chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này thì sẽ khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Nắng dữ quá vậy, mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè. Mà nắng dày chắc chảy hết mỡ quá. Ai vậy? À, cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai, chắc là của ông Mặt Trời nè. Ồ, ngủ rồi vậy lát mình sẽ đưa cũng được. Đồ xịn thì phải xài thử. Để xem có cái gì hay nào. Cách tạo mây. Ấm bla, cục mây kéo ra. Ý, hay nghe. Ê bụng bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó. Bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà chà, để xem khúc nào là khúc gọi bão nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1. Kêu mưa gọi gió thoải mái luôn. Cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha. Tại nhà mình hết đồ ăn rồi. Bão như vậy mẹ không có đi chợ được.
Ăn mì gói ngán lắm. Bụng mỡ, bụng mỡ. Mẹ ơi, mẹ. Nào là khúc tách bão đây ta. Thôi xong, ai cứu mẹ con chơi. Ông mặt trời ơi. Thì ra Bụng Bự là người nhặt được sách của ta mà không trả. Dạ con xin lỗi ông. Sau này mà lượm được của rơi thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa. Mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Ráng lên con, thầy Pháp sắp tới rồi. Thầy Pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì khó chữa, đã có thầy đây. Thầy tới rồi. Thầy xem giùm thằng con nhà tôi, sao nó bệnh gì mà ho sặc sụa à. Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Mình phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao, cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được. Không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tai của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tai này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tai thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Bà đi đây. Ôi trời ơi, cơm tôi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hủ tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. Chiêu tương. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Ui da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em Bự, đi ra đội với mình không? Ê, hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà cũng sao đâu,
một lát về bạn xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. Ờ ha. Mà bây giờ mình đi đâu vậy đó? Ba mình nhờ chuyển lá thư này tới cho hành tinh bong bóng. Như là có gì gấp lắm đó. Ờ, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ùn tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình không quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Trời ơi, bạn nhìn coi, bạn như làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi, không biết có ai bị thương không nữa. Ôi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương tày trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ích hơn đi chứ. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn nè đốm, cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nghe. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con. Việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Bực thiệt, xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn, chỉ có mình con làm được. Nè, cẩn thận, có tôi cứu. Tôi mà bị té, là anh biết tay tôi đó nha. Này Vui, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công. Đồng tiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn dở ẹt. Hai tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Đồng hay, rác quá. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy hay làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy, tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Jun xuất sắc đã làm cho tên hắc dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi, bỏ qua nha. Ý
bị thách rồi kìa. Nó cắn cặp của Đơm hả? Là tại con vật nhắc đáng chết đó. Mình cầu cho nó cắn của mày gãy răng. Linh nghiệm rồi kìa. Chuyện gì vậy? Hình như chuột nhắt gặp nạn rồi. Đáng đời. Ai bảo tối ngày phá phách đồ người ta. Cho đu toàn tiên như nó cho biết. Cứu mình với ba bạn ơi. Mình bị con ác điểu nó bắt đi. Cũng may là mình bám lại được. Cứu mình. Cứu. Mặc kệ ngươi. Cho bỏ tật ăn cắp phá phách. Mình đi thôi Bụng Bự. Thế tao. Nhưng mà mẹ mình nói là thấy người bị nạn thì phải giúp chứ. Nhưng nó là kẻ xấu. Nhưng mà chuột nhắt đâu có đáng chết. Cứu bạn ấy đi. Cứu mình với các bạn ơi. Mình hứa từ nay sẽ không ăn cắp và phá phách các bạn nữa. Nhanh đi Đơm. Mình có cách rồi. Mình tới rồi nè. Chuột nhắt báo cho đây. Đến trai hả? Bám chặt vô nha chủ nhắc. Bám chặt vô. Cả ba người đồng lòng như vậy thì để ta đưa cả ba đi luôn. Chết rồi. Nó mạnh quá. Tìm cách cứu tụi mình đi. Xuống giống như mình đi. Là làm sao xuống? Thì buông tay ra đi. 1, 2, 3. Trời ơi, sao kế gì dạo vậy? Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Mình không ngờ các bạn lại cứu mình. Bình thường á, mình hay phá phách các bạn. Mà các bạn lại... Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ mà. Đúng rồi đó. Sao có thể thấy người bị nạn mà không giúp chứ? Từ nay mình sẽ không làm như vậy nữa đâu. Được rồi, chúng ta về thôi. Về thôi. Không biết hôm nay ai sẽ dạy mình hả? Giờ học đặc biệt này, mình hồi hộp quá à. Các bạn làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Một chút giáo viên vào lớp rồi sẽ biết. Xin chào các bạn nhỏ. Là ba của Đơm hả? Ba mình. Chào tất cả các thành viên của lớp học đặc biệt hôm nay. Bác Đơm ơi, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ học về vũ trụ. Vũ trụ? Đúng vậy, hôm nay trong tiết học đặc biệt này, nhà trường đã mời ta đến để đưa các con đi tìm hiểu về vũ trụ. Hay quá! Chúng ta sẽ đi tham quan các hành tinh nha. Đây là hành tinh xanh đó các con. Hành tinh xanh? Gì mà con thấy toàn là xám xịt. Có gì đâu mà xanh đó bà. Chỗ này trước đây cây cối mọc xanh cả hành tinh luôn. Nhưng sao bây giờ cây cối như thế này hả bác? Vì con người ở đây đã xả khí thải trên hành tinh này quá nhiều, làm cho cây cối ngộ độc mà chết hết. Rác thải hả, tràn ngập luôn. Khí thải quả là nguy hiểm quá à. Ê! À, cẩn thận. Bảo tới rồi, chúng ta đi thôi. Đây chính là hành tinh hòa bình đó các con. Trời ơi, hành tinh hòa bình gì mà bọn robot đánh nhau ngậm cù đeo tùm lum à. Mà toàn là sắt thép không à. Sao kỳ vậy bác? Bác có nhầm không? Không nhầm đâu các con. Chỗ này trước đây rất là hòa bình. Hành tinh rất là đẹp. Nhưng mà người hành tinh này tham lam, khai thác khoáng sản quá mức, chế tạo robot đánh nhau tùm lum luôn. Kết cục là hành tinh này thành chiến trường như vậy nè, đúng không ba? Đúng vậy đó con trai. Bác Đơm, hình như chúng phát hiện ra ta rồi kìa.
nhanh đi bác. Sam rớt tiền ra ngoài luôn rồi. Bây giờ chúng ta đến hành tinh khác thôi. Đây là đâu vậy bác? Sao giống trái đất quá vậy bác? Chính xác đó con, đây chính là trái đất. Nhưng nếu các con biết cách bảo vệ, không xả rác, không làm ô nhiễm môi trường hay là tham lam, thì nó sẽ trở thành một hành tinh xanh, hành tinh hòa bình mà thôi. Vậy từ nay con sẽ không bao giờ xả rác hay làm bẩn nước nữa. Vậy tốt nhất bạn nên giữ cẩn thận chiếc túi ni lông để bỏ đúng nơi quy định nha. Tai to nói đúng, rác ni lông rất khó phân hủy, nên nếu mình vứt lung tung thì dễ ô nhiễm môi trường. Giờ học hôm nay đã hết rồi, ta rất mừng vì các con đã hiểu, yêu quý và bảo vệ môi trường này. Tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng bằng biết phát sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? Ơ, à, lỗi bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Ơ, à, hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? À, mưa rồi, chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi, hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hấp hối con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được.